999 lá thư gửi cho chính mình, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bức thư thứ 71, nhớ phải dậy sớm, nỗ lực đuổi theo tia nắng đầu tiên, đó gọi là dũng cảm. Cho dù có bao nhiêu giáo điều và gông xiềng, bao nhiêu áp lực từ ngoại cảnh, cũng đừng để ý kiến của người khác chi phối tiếng nói của lòng mình. Dù có sai lầm, trở ngại, thất bại thảm hại, cũng đừng sợ hãi.